Chào cả nhà, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà cách ẩn danh sách bạn bè và đồng thời là ẩn danh sách bạn chúng luôn nhé. Bởi vì là mình muốn được giữ riêng tư trên cái Facebook của mình, nhưng mà mình tìm các cái bài viết trên mạng thì tìm cách ẩn danh sách bạn chúng thì toàn chỉ là ẩn danh sách bạn bè thôi. Có nghĩa là một người là vào Facebook của mình, người ta không nhìn thấy mình có bao nhiêu bạn, nhưng mà người ta sẽ xem được danh sách bạn chúng với họ đó. Và sau khi may mò tìm hiểu và hỏi các chuyên gia về Facebook thì mình đã làm được. Thì mình hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào cái dấu ba gạch có chữ menu. Sau đó chúng ta chọn cài đặt và quyền riêng tư. Và chọn tiếp cài đặt. Đó. Và chúng ta sẽ làm hai bước nhé. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ chọn chức năng là đối tượng và chế độ hiển thị, thì mình chọn cách mọi người tìm và liên hệ với bạn đó. Và tại đây chúng ta sẽ chọn là ai có thể dám xem danh sách bạn bè của bạn. Tại đây có các chế độ thì chúng ta sẽ chọn chỉ mình tối, thì có nghĩa là mình sẽ ẩn cái danh sách bạn bè và mọi người sẽ không nhìn được danh sách bạn bè của mình. Ok. Và bước thứ hai là chúng ta quay trở lại và ở cái chức năng cài đặt. Chức năng cài đặt thì chúng ta sẽ tìm cái chức năng là người theo dõi và nội dung công khai đó. Lúc nãy bạn bè là ở cái phần cách mọi người tìm và liên hệ với bạn, còn tiếp theo là chúng ta sẽ chọn người theo dõi và nội dung công khai các bạn nhé. Rồi tại người theo dõi và nội dung công khai thì chúng ta mở ai có thể theo dõi tối. Nhưng mà ở cái phần này này, ai có thể nhìn thấy những người, trang và danh sách mà bạn theo dõi. Ở đây thì chúng ta sẽ khóa lại. Chúng ta chọn chỉ mình tôi. Ok. Vậy là xong. Vậy là chúng ta đã khóa luôn cả số lượt bạn chúng của mình rồi. Vậy là mình đã hướng dẫn xong. Chúc các bạn thành công nhé. Và đảm bảo thành công 100%, chúng ta sẽ ẩn hoàn toàn cả danh sách bạn bè và danh sách bạn chúng luôn.